Hello. Xin chào mọi người quay trở lại với kênh Hòa nhập cuộc sống Mỹ của anh thạc sĩ Connecticut. Nhìn cái cảnh tượng là biết gia đình mình đang ở một nơi rất là thú vị. Hay còn gọi là bãi biển, xung quanh nó có quá nhiều mấy em xinh tươi luôn các bạn ơi. Nếu mà thôi con, nếu mà mình không khoe là mấy bạn không thể nào hình dung được bãi biển Mỹ nó có nhiều cái đẹp như thế. À, cho mấy bạn coi nè, thậm chí là mấy em cứu hộ cũng đẹp đúng không? Coi nè. Trời ơi, nó nghe. Đó, thấy không? Ra đây là tha hồ mà ngắm trái cây luôn. Thôi cưng. Đưa cho mẹ nó về nhà xử lý nó. Còn xuống ngâm nước cái cưng ơi. Bây giờ mình sẽ dẫn các bạn xuống ngâm nước, ok. Thông cảm cái điện thoại gặp vấn đề. Oh wow. Oh. Oh my god, nước lạnh như nước đá rồi trời. Thôi. Thôi bữa nay không tắm rồi, lạnh quá, chịu. Ra đây khoe cơ bắp nha. Không đóng được, nước lạnh quá. Đứng bay chút xíu mà tê chân thôi. Cái này nó tê giống như là nước mà tàu thay xe được chứ. Trời. Oh my god. Yeah. Oh man. Tới cưng ơi, no. Tới. Nước lạnh giống như là nước đá hay gì vậy? Mới đứng có cái mà tê chân hết. Thôi khỏi ra đây thư giãn á. Chúng ta ngắm cảnh biển rồi, trời đụng xuống cái đó nghe. Ngắm nước chơi chút không cưng. Thôi. Cưng. Cầm cái để mình mặc áo lên cái. Người ta đang nói. Cầm về đứng im được rồi, đừng coi chuyện nó cưng. Rồi áo rồi. Áo mình mới đi đây. Sao cái lỗ trong cái gỗ đó nó dở cái vỏ lên. Nước lạnh quá hả? Nước lạnh như nước đá vậy. Đang nói mà cãi. Ủa, thời tiết của mày chịu thôi. Hàng gì thấy người ta tắm lên mình ta đó lồn. Nước lạnh giống như là nước của tàu nạn nhân tàu thời xưa này kia vậy. Wow, coi nè, con mình đi. Mới gì nè. Rồi nè, bọng nó lên, nó chơi nè, nó dùng đơn, nó quậy lên nè. Để mấy bạn, mình cho mấy bạn coi xung quanh cho cái đẹp. Đeo kiến lên nè, bọng nó lên nè. Mày bọng nó lên đi rồi nó mới. Nè. Đừng có bọng vậy, bấm móng nó nó. Phủ méo bên tay ơi. Cái GoPro đó. À, không một tác à. À, bạn thấy bên kia không? À. Bên này nước lạnh như nước đá thành ra người ta không có tắm gì hết mà. Wow. Vậy mà người ta có thấy. Cứ ngâm nước chơi chút. Ngâm chân thôi. Thôi hỏi đi. Nhúng chân thôi, trai mà kêu tóm, cưng có hiểu gì tôi đừng ngâm chân à. Thôi từ từ đi, từ từ thôi, đứng em. Cưng. Từ từ thôi. Từ từ, đứng em à. Đứng em. Không, go ahead. Đang quay phim, chụp hình đi. Để lại. Đang không quan nhầm gì đâu, hả? Nước lạnh giống như nước lạnh tê chân á. Mới đứng chút xíu được đây. Nó nóng này nè. Ồ.
như nước đá, giống như ngâm cái chân mình vô nước đá vậy mẹ. Vậy mà vậy mình hàng chim mấy bạn thấy nè, xung quanh không ai tắm á, ta đứng tay ngâm nước xong rồi đi tăng bộ rồi về. Tắm nổi biển gì mà lạnh dữ vậy thầy? Mấy người nạn nhân thời xây được làm tôi chết trong nhiệt độ nước biển giống như vậy. Không lạnh hơn vậy nè. Trời ơi. Ồ. Hàng vậy thấy người ta tắm rồi, người ta tắm rồi. Ồ. Đá vô cát cho nó ấm chừng. Công nhận mấy người khi ta biết họ chết là như vậy. Thôi. Thôi đi tản bộ vào bãi biển để quay phim chơi chút nữa. Ô mẹ, nè nè, thấy không mấy bạn, thấy cuộc sống Mỹ là đơn giản. Đó là trời lạnh đi tắm biển. À da, ui vô trời trời. Ê quên nữa, nếu tản bộ vậy mình phải lên mấy cái kim bộ mình. Thôi giờ thank you mấy bạn nha, để mình đổi máy. Hẹn gặp các bạn tập sau nha.